Nếu mà thả ra bình thường em chấm em ăn được mấy miếng này? Em thì phải một miếng thôi. Một miếng thôi à? Ừ, nhưng mà em phải đại diện bên bố của anh. Không, ý anh đang nói là mình ăn tức là mình cứ ăn vui thôi ấy. Mình không có một miếng này anh ạ. Cố hết sức. Cố hết sức luôn. Cũng chỉ một miếng thôi. Không nổi được miếng thứ hai à? Ừ, ok thôi nào, tiến hành thôi nhỉ. Trời sắp mưa rồi. Mây hành thôi. Mây đen rồi à. Hôm qua một con lợn rất to, ướp 2 thùng rồi luôn đấy. Vâng. Ướp để bảo quản tạm đây. Bây giờ là mang cái này ra để làm hợp lý cho trưởng đoàn đấy hả? Cho à, tức là mình để mang thịt mỡ ra luộc cái đấy hả? À, chọn cái chỗ mỡ nhất. Những con lợn này cũng lạ. Không nhá. Dạ. Không muốn nó. Nó sẽ không nó được hết được chỗ này chúng ta. Còn cứ hô là sáng thì có chọn lùa con sống lùa sẽ yếu. Em là sẽ mỉu vậy chứ. Cho anh cảm xúc cô dâu một tí nào. Tối nữa. Cô đâu say chưa? Đâu anh nhìn ra mặt say chưa? Và tay anh nhìn ra là đỏ mặt chưa? Tay có vẻ gì đen đấy kìa. Thế là say chưa? Mặt chưa hồng tí nào cả. Kéo vợ rồi, kéo vợ rồi. Này, em có cho anh bảo vệ em không? Cho anh bảo vệ em. Thì để anh bảo vệ không à? Các bạn ở đây kéo vợ bây giờ thế này. Người ta đi kéo rồi có chuyện đấy. Quay này đang làm gà để tí cho đoàn về ăn trên đường đây à? Đây. Rất tàu người mong là gọi kiếm mong là gói trưa. Tám gói trưa. Tám người 4 con đây. Thịt mỡ chín chưa anh? Tóc xé. Chưa chín. Đây là mẹ nuôi. Đấy, mẹ nuôi của con dâu đây đúng không? Em là con dâu của nhà. Đấy là lúc về là còn biếu mẹ nuôi một miếng thịt rất to này. Đó. Rất tình cảm luôn. Đây, thử thách cho nhà trai đấy. Đây, nhà trai. Thử thách nhà trai với lại nhà gái. À. Còn sẽ cả thả lưới đó. Tiếp tục thi đấu. Xem nó nhá, con đấy nhá. Không lớp hai gần thua. Nhà từ đó luôn. Miếng này ngăn nhau anh nhỉ? Miếng này nó dày hơn, kiểu gì nó hơn tí. Đúng không? Ừ. Nhưng mà hôm nay sao bên mình lại có cái 4 người lậy ấy? Bình thường anh có thấy 4 người không? Không có, bọn em có 4 người mà. À. 2 người là đại diện bên cô dâu. Thế đi trong cái đoàn đấy hả? Vâng, 2 người là đi cùng đoàn đấy. Còn 2 người thì đại diện bên bố vợ đây. Là cũng phải lôi vào. Đúng, phải lôi vào đây này. Hả? Xuống đây nhá.
là nó mà nhấn mà nó đấy nó nhá. Bên này chị bà, bên này chị bà hay là chị hai, chị hai tất rồi. Chị hai, đây chị hai, đây hai hai. Cái này dài, cái này thì thịt đó thì nó nhiều hơn thì nó phải ít hơn. Ừ, nó phải ngắn hơn. Cái này dài, bên này đúng mỏng này. Bây giờ thì là bây giờ bọn em là làm thử thách bên nhà vợ với lại nhà chồng. Mỗi miếng này khoảng mấy lạng? Ừ. Say rồi đấy. Mỗi miếng này khoảng mấy lạng em? Được 3 lạng không? Mỗi miếng này phải 3 lạng. 3 lạng kìa. Thì bọn em là thử thách. Thử thách ăn 3 lạng mỡ. Ê, rồi. Nếu mà thả ra bình thường em chấm em ăn được mấy miếng này? Em thì phải một miếng thôi. Một miếng rồi à? Nhưng mà em phải đại diện bên bố vợ. Không, ý anh đang nói là mình ăn tức là mình cứ ăn vui thôi ấy. Mình không có thể một miếng này anh ạ. Cố hết sức. Cố hết sức luôn. Cũng chỉ một miếng rồi. Không lổi được miếng thứ hai à? Ừ, ok thôi nào, tiến hành thôi nhỉ. Trời sắp mưa rồi. Mây hành thôi. Mây đen rồi à. Một phù dâu của chúng ta càng say càng xinh em ạ. Càng say càng xinh thật đấy. Chân lên toàn mực cái này. Đồ gối cả toàn mực cả. Hơi tối tí, cái máy của mình hết pin rồi. Xem tạm bằng máy này thôi. À, ăn cơm trước à? Mới ăn thịt. Áo vàng là người bên nhà gái đúng không ạ? Mặt với chú rể. Hai thua phải uống hai chén rượu. Thua để hành chính đấy nhá. Thua có. Rồi đa số là nhà gái là nhà trai. Thua có. Thua nhà trai là cũng phải uống nhiều rượu rồi. Cái kia mày sợ. Chú rể chạy đâu? Chú rể Liverpool luôn. Đấy, các bạn thấy làm rể cái mông vất vả chưa? Em có thích lấy chồng người kinh không em? Không. Lấy chồng người kinh cho chồng đỡ khổ em ạ, chứ làm rể người mông này. Đó là... Hả? Làm rể người mông này thấy em thấy chồng của chị dở khổ chưa? Khổ lắm. Em có thương chồng không? Không. Thương chồng thì phải là thương chồng thì lấy người kinh để cho chồng đỡ khổ em ạ. Một thành viên ở bên nhà trai đã tập nguồn. Nhưng mà trước chồng cỏ say này chứng tỏ là tỉnh đòn đúng không? Không thi ăn cơm mà chịu uống rượu luôn. Chồng cỏ say chưa? Em biết rồi, chồng cỏ say em là gì? À giờ không biết nó ở đâu rồi thì em không chưa nhìn thấy. Đi ngủ rồi. À đi ngủ rồi à? Vâng, xem thi tiếp nào. Chú rể thua em này là chú rể phải uống hai chén rượu đúng không? Đúng rồi. Vừa với Liverpool thì vẫn phải uống hai chén rượu này nữa. Bây giờ đến thành viên khác thi à? Giờ đến thành viên còn lại trong đoàn sẽ thi đúng không? Liệu nhà trai có làm em bất ngờ không? Hai đôi đều ăn hiếu.
hai đôi đang nhường nhau. Lại chạy tiếp các bạn ạ. Không ăn nổi. Kinh nghiệm là lên uống hai chén rượu trước còn hơn. Chưa đã tham gia thi là vừa không ăn được và vẫn phải uống rượu. Càng gần đến giờ về thì cái vòng này càng vây chặt lại các bạn nhá. Mọi người ở dạp các dạp bắt đầu kéo về đây để quay lấy nhà trai. Còn thịt mỡ chưa mang vào đâu nhá. Tí còn phải thi ăn thịt mỡ nữa. Rồi đến phần thi tiếp theo là ăn thịt mỡ. Nhà gái thương nhà trai quá nên là đã cắt bé đi một tí nữa rồi. Nhà trai chưa? Còn nãy lúc này còn hoa nhé. Đây là đã cắt nhỏ hơn so với lúc đầu nhé các bạn nhé. Đầu tiên tính 3 lạng, bây giờ hạ xuống 1 lạng rưỡi rồi. Để xem cảm xúc của chú rể khi nhìn cái miếng thịt mỡ này em thấy thế nào em? Đây là bên phụ rể nhá. À đây chú rể đây phụ rể kia. Đây tất cả 4 người này đều phụ rể hết. Ba phụ rể. À tức là cái này mình không thi nữa mà là một là ăn mỡ, hai là uống rượu đúng không? Sao là ai chọn ăn mỡ nào? Chú rể, em ăn thịt mỡ hay uống rượu? Uống rượu á? Vừa lên ăn cơm sợ rồi bây giờ. Chạy đây nhìn thấy nè. Thế bạn áo vàng, áo cam này. Em thì ăn thịt mỡ uống rượu này. Ăn thịt mỡ chưa? Thịt mỡ sợ đau bụng. Sợ đau bụng hả? Ăn xong thì uống rượu. Và để mấy miếng thịt mỡ của nhà gái mà để ế không ai ăn là cũng phí lắm nhỉ. Phí. Nó cắt ra mời rồi là không ai ăn lại nữa rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tí nữa sắp vào này có thể ăn được 2 miếng này cơ mà. Nếu mà được ăn miếng này thì phải uống rượu thì miếng này là Mày thế này là chén thưởng. Chén thưởng. Ăn đường là chén thưởng. Đúng, ta không ăn chén mà chén đấy. Không biết đi đấy. Rồi, chú khỏe thế nào nhỉ? Không ăn là phải rót đầy hơn. Giờ thử cái gì nó chạy họ khó thử cái gì nó để chạy đấy. Bốn chén đấy, bốn chén. Giờ, nó họ có quẹt. Ra để đón con dâu về thôi. Chưa. Dạ cũng sao nha. Nhưng mà để lấy con nhé. Thôi cũng chẳng thể lấy cái gì nha. Ô, là con thế. Dỗ một hai cô. Nhà luộc để cho đàn nhà trai đi về đây. Luộc nhừ quá. Đây thì đến đặt đường là ăn luôn. Vâng, ăn trước khi về đến nhà. ตอนเย็นแล้วตอนเย็นตอนนั้นเลยว่ะอู้เจ็บหลอกไอ้ลีเยอะโอ้จับตอนไหนโอ้โอ้ลีว่ะ nhà gái đã chuẩn bị lại đủ ống đủ cốc đủ cốc nó là lúc đi thế nào thì là lúc về chuẩn bị lại cho đúng như thế đúng không? Cái này cho bố mẹ bố vay trên này cái này mình cho đủ cho bố mẹ bố vay trên kia cho bên kia đấy dĩ của nhà mông thế sao ใช่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 ใช
cũng ăn về cho bố mẹ bên kia một con đúng không? Không. Hay là ăn hết, gà thì ăn hết hay là? Để mang cái chân thôi. À để chân mang về thôi. Gà thì mang về thôi.
Vì lúc nhà trai sang đây là thấy có gà riêng cho bố mẹ có, riêng có, đúng không? Có, có đấy, chân đấy nó. Có đấy, có đấy. Nhảy vào có chồng chơi là chú ấy lắm. Ô, nả mà cho là thịt nữa này, thịt lợn thái sẵn rồi đúng không? À, đấy. Nhà trai nhận đủ các cái phần lễ, nhà gái chào lại. Và bây giờ chú rể và phụ rể sẽ lạy những cái lạy cuối cùng để đi về nhà trai. Mai lên luôn. Mai nhá. Mai đang sắp xếp thời gian để mai lên. Mai đám cưới đến câu xong là sang bên đám anh luôn nhá. Mai trưa mai mấy giờ ăn em nhỉ? 11 giờ anh ạ. 11 giờ thì thế thoải mái, mai anh lên. Buổi sáng là không có làm ní gì đâu đúng không? Chỉ ăn thôi đúng không? Cái chai là mình chỉ ăn cỗ thôi để. Không làm nữa đâu đúng không? Anh cũng đi đám cưới người Mông mấy lần anh biết rồi. Mai tầm 2 rưỡi 3 giờ đi nhá. Không đi ấy chứ. Lên trên chuối em chơi xong rồi đi. À vào đấy không đi suối á, đi ok ok. Rồi cứ mai lên đấy rồi tính nhá. Anh lên chơi ban trận suối dạo chơi xong anh vào luôn đất bàn tiền chơi. Mai anh vào đám cưới này đã xong tính tiếp. Cặp này thì có vẻ còn rất khỏe các bạn ạ. Chưa có dấu hiệu gì của say cả. Bình thường. Đây các cái đồ quà của mọi người cho đây. Rất nhiều chăn đệm. Màn. Chồng rất nhiều. Các nhà trai sẽ phải mang hết những này về. Lát nữa lấy đồ là phải uống cái bát này đúng không ạ? Vâng ạ. Cả đồ tất cả mà đi mua nhà mông thể một cái gì phải cho hai chuyến nhưng mà không bao giờ mà nhà mông thể phải cho một bát thì nó là cho để mà lấy tất cả này để một bát rượu. Vâng. Một bát rượu thì nó tất cả là giò chua là lấy tất cái đồ này. Vâng, có đấy đi. Phải có một bát để dễ thôi. Có một bát rượu để làm ly. Bát này là bát khác. Bát này bát khác. Vâng. Bát này là chuẩn bị về rồi. Trong cái cô đấy. Xét từ đầu đến từ đầu nữa. Trong này chưa xong nhưng mà ở ngoài đã có đội hình chờ đấy rồi. Còn vướng cái mâm cỗ ghê, tí người ta đi ta làm sao được. Người ta xuống đây cũng được anh à, xuống thẳng đây luôn à? Vâng. Xuống đây dễ. Bây giờ người ta đi nguồn thì mình không quan tâm đến nó nữa. À. Thật. Giờ xuống đây dễ lầm lắm. Đi từ đây ra đến xe ô tô của chàng trai chắc là ướt hết rồi. Không biết mọi người đã di chuyển thế nào. Ôi,
Mình đi tắt ra, ra đường kia rồi. Đây những cái thời điểm chia tay của dở với mẹ. Nhưng mà gà với xôi thì là mang cho ai đây ạ? Mang tâm bố mẹ. À, cái này đây mới là phần của bố mẹ đúng không? Đây, cái bát để lấy những cái phần đồ còn lại đây các bạn ạ. À. À, nhờ bên nhà trai, à, nhà gái cũng một ít à? Ôi, nhà gái cũng hết luôn. Nhà gái cũng hết luôn. Rất tình cảm, tạo điều kiện hết cỡ đấy. Nhà gái rất là tình cảm cho nhà trai. Không gây khó dễ, khó khăn đúng không? Bây giờ thì lấy thoải mái rồi. Nhưng mà đi qua cái cổng kia thì còn mệt lắm các bạn ạ. Mọi người chèn đi lên cối luôn trong một cái Mày chốt một nhát nữa.
trên đoàn. Cô dâu cho ra rồi. Vẫn còn các chị ở ngoài này chặn nữa chứ không phải là nguyên chỗ đấy đâu, còn thanh niên ở ngoài này nữa, trời đất ơi. Ai sẽ đưa phụ dâu đi đây? Không thì bạn phù rể này đưa em ra xe đi. Anh ơi bây giờ như nào, muốn rượu nhiều quá. Say quá thì không thì cho nó ra xe cho nó nằm trong xe đi. Em cho nó ra xe, cho vào xe trước đi. Cho vào xe trước, sai cho vào xe trước. Úi giời, ngã đấy, đường trơn đấy, giờ mưa là trơn rồi đấy. Chú rể lại đưa phù dâu. Ngã xuống kia đấy. Một đi ô tô đi được không? Mình thành người đi bảo vệ phù dâu à? Em đi theo giữ bạn đi nhanh lên, không nhớ ngã kia bây giờ. Rồi giờ đoàn nhà trai đi về rồi, mình cũng đi về thôi. Xin chào đoàn nhà trai nhá, chào chú nhá. Vâng. Sang danh nhà trai. Vâng, mai sắp xếp được, mai cho lên chơi. Lên chơi nhá. Vâng. Đấy, các cô sẽ hỗ trợ cho mang đồ ra lên xe đó. Mọi người đi nhanh quá, mình cứ tưởng sợ mọi người say rượu không đi được đường này mà ai cũng đi nhanh, mình còn không say rượu mà mình còn không theo kịp. Rồi quay mặt lại một cái nào. Đó, quay mặt lại đến một hình cuối. Ok. Đoàn bê lễ rất là đông luôn. Đông ngoài đấy nhỉ. Cho chú mượn cái chậu chú che đầu đỡ mưa nhỉ. Hả? Mẹ đang giúp em rồi. Anh về anh lấy quả pin này anh ra rồi. Đám nào làm thì chở được hết đồ về. Em về đi. Vợ con thì duyên bây giờ giết cái gì tránh ra để cho anh tán gái. Vợ con duyên. Hello.
Tạm biệt em dở.